chị ơi, lại thêm một cái siêu phẩm vừa mới cập bến ở đây. Phải nói là đợt này bên em về rất là nhiều mẫu đẹp luôn các chị, mẫu nào cũng xinh tươi và nhìn cực kỳ đáng yêu. Như màu em đang mặc trên người đây, một cái tông màu phải nói cực kỳ dễ thương đúng không các chị? Tông màu hồng và nhìn nó rất là sáng da nè, không hề kén da và nhìn nó cực kỳ trẻ trung. Xoay một màu cho các chị coi ha. Đằng sau đây các chị, đằng trước đây, và một cái áo dài vẫn chất liệu bằng đen và nó sẽ có phối với lưới cho mình. Ở phía trên sẽ có lưới là các chị thấy rõ không? Có một cái bèo nhỏ ở đây tạo ra cái điểm nhấn cho cái áo dài rất là nhiều. Và thay vì phối với là một cái chân váy trơn bình thường thì bây giờ nó sẽ phối với lại một cái chân váy. Ở bên lớp trong là một cái vớt vải phi lụa và bên ngoài là sẽ là một cái lớp vải lưới nữa, tạo cái độ xòe cho cái áo dài rất là nhiều luôn các chị ơi. Và cái phần tay này thì nó là tay lửng, nó sẽ giúp cho các chị che được cái điểm là bắp tay. Chị nào có vai thôi là bắp tay nó cũng che được hết luôn. Và phía trên này là phối với lưới cho nên là khi mình nhìn vô thì nhìn nó không có bị bí với chị. Tại vì thường thường mình mặc thì có cổ nè, hay là mặc cái áo dài mà cao như thế này thì nhìn người của mình sẽ bị lùn lại. Còn tay mình mặc rất là cao. Nên em có 3 màu, bây giờ em chuyển màu cho các chị coi nha. Đợi em tí xíu ha. Màu sắc tiếp theo đây các chị ơi, vẫn là một cái tông màu cơ bản cực kỳ dễ mặc luôn. Màu hồng là màu đầu tiên, thứ hai là màu trắng. Thiết kế vẫn giống như nhau các chị, vẫn là vải ren và sẽ phối lưới cho các chị. Trong đây sẽ có lớp lót cho mọi người nè. Chân váy vẫn là cái chân váy phi lụa và sẽ có một cái lớp vải von lưới bên ngoài. Rất xinh đẹp, xoay một vòng cho các chị coi nha. Đây các chị ơi, dễ thương ghê chưa nè. Rất xinh đẹp luôn ha, mẫu này các chị có thể mặc được em nghĩ trong dịp Tết nè, hay là mặc đi tiệc cưới cũng được các chị. Nhìn rất là xinh và mình có thể mặc nhóm ha. Nhiều màu khác nhau mặc vô nhìn cực kỳ lung linh luôn các chị. Còn một màu cuối cùng không biết là màu gì thì các chị nào thắc mắc hay không. Còn em thì em rất là muốn bật mí cho các chị rồi đây. Đợi em tí xíu em chuyển sang màu cuối cùng nha. Màu sắc cuối cùng đây các chị ơi, vô cùng sang trọng, bật mí cho các chị luôn rồi đây nha. Màu này là một cái tông màu nu phải nói là vô cùng xuất sắc các chị. Rất trắng da và nhìn cực kỳ tinh tế luôn. Màu này em thấy là ai mặc cũng được hết, không kén da, kén tuổi, không kén dáng nữa. Tại vì chiếc form này nó đã mặc định là nó che dáng cho các chị hết rồi, che những khuyết điểm của các chị á. Những chị nào mà không tự tin mặc những cái màu sáng thì các chị có thể chọn cái màu này cho em nha. Che được bắp tay, che được bụng cho mình luôn. Và này nó phối lưới, cổ là cổ tròn nhưng mà không có quá cao, để mình mặc vô nó không có bị thấp người nha các chị. Thì nó rất là cao, form dài quai gối nó mặc nhìn sang lắm. Và cái chân váy nó xòe nhiều cho nên khi mình mặc vô cảm giác thân hình của mình rất cân đối các chị. Tổng cộng 3 màu và các chị có thể mặc được cái áo dài này là em nghĩ là